bà bánh chay bu rì sơ ca di ra na năng ca di ra bụng nắp bu năng na tâm hy chanh đằng ca di ra tha được khơ ba ba xà ột cha vô bà bánh chay bưu rì sơ ca di ra na năng ca di ra bu năm bu năng na tâm hy chanh đằng ca di ra tha na tâm hy chanh đằng ca di ra tha được khơ ba ba xà uột cha vô hỡi ai điều ác lỡ làm lặp đi lặp lại dễ dàng thành quen điều ác họ thích chẳng nên chứ ác họ khổ lời khuyên đạo vàng và đây là bản khổ thơ của hòa thượng Giới Đức con thành kính đảnh lễ tri ân chư công đức nhục bình kính cảm ơn đạo tràng dạ bây giờ thì con cũng chưa có thấy đại đức pháp tính cũng như thượng tọa tề quyền quan lâm vào đạo tràng và Quỳnh Bách Thanh Á ơi, cho Nhật Bình viết bức tín hiệu phải làm sao đây? Dạ, trước nhất thì Nhật Bình kính cảm ơn Sích Tâm Phương, Sích Vô Thường, Quỳnh Bách Thanh Á, cô Ái Minh, Sích Đạt Rạng Đông. Dạ, hoan hỷ đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bởi vậy kính chào người phương Nam về giao đạo tràng. Bây giờ làm sao huynh ơi có huynh là có chỗ dựa để Nhật Quỳnh hỏi chứ để hôm trước không có huynh á Nhật Quỳnh với Rạng Đông là hai chị em cứ lu bu thôi bây giờ mình tiếp tục để băng đi mình tiếp tục để băng để khi nào có quý sư vào thì mình thỉnh pháp sư huynh thấy sao như vậy có ổn không nhà có ổn không huynh chỉ vậy đi ha dạ để cái Nhật mình xuống mít dạ để tiếp tục cái băng của sư Tội Khanh lúc nãy mình đang nghe nha huynh nghe dạ nghe tiếp đi nghe chút xíu thôi nghe đỡ nên trong khi Nhật Quỳnh điện thoại thử dạ để mong đạo tràng hoan hỷ cho người này thì tôi nói trước rồi lát nữa mình học sẽ học cái bài kinh đó. Có sự khác biệt nào giữa phàm phu và thánh nhân trong đời sống cảm thọ? Có, có nghĩa là thánh nhân gặp cái gì biết cái đó, không có suy diễn, không có tưởng tượng, không có trôi nổi, không có tham dự vào, để cho mình phải tham mà sân. Còn phàm phu mình ấy, thì đã gặp là hiểu lầm, không biết nó là cái gì rồi mà còn đặt định đặt cho nó là cái này là suối nguồn hạnh phúc, là cội rễ của đau khổ, rồi thì thích cái này rồi thì ghét cái kia, rồi thì để trốn khổ tìm vui ta sẵn sàng làm đủ chuyện tầm bậy tào lao tội lỗi bất thiện. Thì đó là điểm khác biệt giữa phàm và thánh. Thánh là chỉ nhìn thấy hay biết cho đã thôi. Rồi tiếp theo là cái bài kinh Vực Thẳm Patala. Bài kinh này nếu đọc bản tiếng Việt không đọc bản Pali thì là mơ hồ. Đức Phật ngài dạy rằng á, kẻ phàm phu miệng nói những cái từ ngữ mà không có hiểu hết cái từ ngữ đó. Thí dụ như họ nói vực thẳm mà họ không hiểu cái vực thẳm là cái gì, mà kinh này hiểu phải dịch lại như vậy. Kẻ vô văn phàm phu đôi khi miệng nói vực thẳm hố sâu nhưng mà họ không hiểu cái gì mới thật sự là vực thẳm, thật sự là hố sâu. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng tất cả vực thẳm trên đời này nó đều không đáng kể. Những cái vực thẳm mà về địa dư, về thổ nhưỡng ấy, dạ
Nam mô Bích Thà gia. Dạ, mình chào Thích Trần Đạo, mình chào Dung Nguyễn và Giao Đạo Tràng. Vậy vậy có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Trần Đạo nghe không? Trần Đạo ơi, bây giờ chưa có giảng sư, Trần Đạo có ôn bài không? Cầm mic được không? Thì cái đó mình có Thanh Á đã cho bài học rồi. Dạ, mời bằng tay Trần Đạo, mời bằng tay Dung Nguyễn. Dạ, con thành kính lãnh lễ Đại Đức Pháp Tính và Quan Lâm vào đạo tràng. Rồi, trễ rồi quý vị ơi, quý vị chậm quá mất cơ hội rồi. Dạ, con điện thoại cho sư, sư không bắt máy, sư vào đạo tràng rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, bây giờ thì con bạch chị Đại Đức Pháp Tính, chúng con ôn bài đã xong rồi ạ. Bây giờ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư ngắn gọn để thỉnh sư giảng bài học ngày hôm nay ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Pháp Tính giảng dạy bài học ngày hôm nay ạ. Dạng từ vựng trước á. Dạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa no arahato samma sambuddha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang đuổi chờ, trời lỗ mọc nặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tặng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn nhận người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng vị hết. Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, việc làm ở đạo dạy đời. Nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang, thuyết pháp đổ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hù dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ăn khổ ma đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chướng ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy. Con xin sám hối, con bị phân tâm. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng Đại Đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ chiếc nghĩa từ vựng câu pháp của kinh số 118. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân minh đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã được tín hiệu rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư cả chư tăng thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Hôm nay ngày thuyết giảng của thượng tọa Tề Quyên, mà do thượng tọa bận công việc nên chúng tôi sẽ đảm thế thượng tọa Tề Quyên hồi chiều hồi chiều Đại Đức quy niệm đi ngang qua phòng chúng tôi. Chúng tôi nói hôm nay thượng tọa Tề Quyên bận không có vào giảng được, nhưng mà Đại Đức quy niệm vẫn đi luôn, coi như là không nghe. Thành ra hồi chiều chúng tôi tưởng là
để đức quy niệm để đức quy niệm nghe, để đức quy niệm vào giảng dùm chứ và làm lỡ. Nói vậy chứ tại hồi chiều thì chúng tôi mới đi công việc về, thành ra mệt chứ thật sự ra thì hôm nào đảm trách được thì phải đảm trách thôi, chứ thì đức quy niệm cũng giảng dùm nhiều rồi. Mai mốt đây lễ dân y nè, rồi đi Ấn Độ nữa. Năm nay đi Ấn Độ có bộ lâu à, thành ra đây đức quy niệm có bộ gánh nhiều à, nhà anh nào để mai mốt đến lúc đó rồi, lúc đó thì nhờ. Dạ, bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta bắt đầu học bài kệ Pháp Cú Kinh số 118. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần. Sau đó đi vào phần thích nghĩa từ vựng. Buôn nhân chê bút ni sô cát diết ra. Buôn nhân chê bút ni sô cát diết ra. Buôn nhân chê bút ni sô cát diết ra. Cát diết ra năng bút náp bút năng. 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 Tâm hí chanh đăng cát diết ra thác. Tâm hí chanh đăng cát diết ra thác. Tâm hí chanh đăng cát diết ra thác. Su khô buôn nhát xá út cha vô. Su khô buôn nhát xá út cha vô. Su khô buôn nhát xá út cha vô. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái danh từ rất là quen thuộc, buôn nhân. Buôn nhân có nghĩa là phước, hay là ở trong cái ngữ cảnh này chúng ta thêm vào là phước thiện để cho nó suông, nó suông cái câu văn. Nếu người làm điều thiện đó, thành ra chúng ta lấy cái nghĩa là phước là cái nghĩa chính, phước thiện là để khi mà chúng ta kết hợp để mà chúng ta làm thành cái câu văn cho nó đọc nó dễ nghe thôi, giống như là im tai thôi nha. Và chê có nghĩa là nếu, đúng rồi. Buddhiso người hay là người đàn ông. Buddhiso người hay là người đàn ông. Cách diệt ra, cách diệt ra có nghĩa là làm. Cái diệt ra có nghĩa là làm. Cái diệt ra năng. Năng có nghĩa là ấy. Có nghĩa là ấy. Bu nắp bu năng. Bún nắp bún năng có nghĩa là lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Bún nắp bún năng. Tâm hí. Tâm hí có nghĩa là đây là một cái đại từ. Tâm hí có nghĩa là ấy. Xuất phát từ đại từ tá. Ấy, việc ấy. Ấy là điều ấy. Chanh đăng ước muốn. Chanh đăng ước muốn. Chanh đăng có nghĩa là ước muốn. Cái diệt ra thác nên là. Nên là. Các ít ra khác nên là xuất khô. Xuất khô có nghĩa là an lạc. Xuất khô
có nghĩa là an lạc. Buôn nhát sát phước hay là phước thiện, phước hay là phước thiện. Út cha vô có nghĩa là tích trữ. Do bài kệ này và bài kệ của câu số 117 đều giống nhau, chỉ khác có một cái chữ là xuất khô thôi. Thành ra xuất khô với là quân nhân. Thành ra chúng ta lướt qua nó rất là nhanh nha quý vị. Rồi, cảm ơn Phật tử ấy mình rất nhiều đã bót bài lên màn hình cho các vị Phật tử tiện bề theo dõi. Bun nhân chê bút đi sô các nhi ra cái nhi ra năng bun áp bun năng tâm hí chanh đăng các nhi ra thác xúc khô bun nhát xa út cha vô. Có nghĩa là nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành được phần thích nghĩa tư huỳnh. Tiếp theo là phần duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 118 này. Vậy thì trước khi bước vào phần duyên sự và ý nghĩa thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhikva Demi Sokato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatibbano Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namhami Lokassana Thang Varamutta Mahang Buddhang Cha Thammang Cha Bhagnamami Sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, bài kệ Pháp Cú Kinh số 118: nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Châu. Thì bài kệ Pháp Cú Kinh này đó được Đức Phật thiết ra khi mà Ngài ngự tại Chê Quá Ná, là chùa Kỳ Viên đó, đề cập đến một cái nàng thiên nữ tên là La Cha. La Cha có nghĩa là cốm rang đó. La Cha có nghĩa là cốm rang á. Thì cái nàng này là do cúng mấy cái hạt cốm, hạt cốm rang, thành ra có cái tên là như vậy. Thì cái câu chuyện này đó được phát khởi ở trong thành Sawatthi. Thì ở trong cái thời đó đó quý vị, có một cái vị trưởng lão tên là Mahakassapa. Trưởng lão Mahakassapa là quý vị thấy rằng ở bên những cái Phật giáo bạn đó, tôn giáo bạn đó, nói rằng trưởng lão Mahakassapa là cái vị mà tế độ người nghèo, thường tế độ người nghèo, có duyên với người nghèo. Thật ra đó là không phải như vậy quý vị. Đối với một vị A-la-hán rồi đó, không có phân biệt giàu hay nghèo, nhưng mà Ngài luôn luôn Ngài quán xét cái người này là cần phước nè. Thì trong số tất cả chúng sanh, trong số tất cả chúng sanh, trong tất cả chúng ta, ai cũng cần có được cái phước báo đó quý vị. Ai cũng cần có được cái phước báo. Hãy chúng ta còn là phàm phu, còn trôi trong cái biển sanh tử luân hồi này đó, còn sanh đi sanh lại ở trong cái đời sống này, ở trong tâm giới này, thì chúng ta đều cần có phước hết. Nhưng mà cái người nào cần trước hơn
rồi cộng với cái người nào có đức tin hơn đó, thì chúng ta nên nhớ là như vậy. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy không, mà vua Bát Xê nó đi hỏi Đức Thế Tôn là nếu mà bây giờ thỉnh tăng đến nhà có 5 người người ta thỉnh, thì đến nhà người nào trước? 5 người người ta đồng loạt người ta thỉnh, thì bây giờ đến cái nhà cái người có đức tin trước. Hoặc là bây giờ những người mà người ta đến là dân cúng, giờ 5 người người ta đồng loạt dâng 5 cái bánh, giờ ăn bánh của người nào trước? Thì nếu mà đối với những vị mà đầu đà hoặc là những vị trưởng lão người ta trộn chung vô người ta dùng thì đúng rồi, đó là 5 người người ta có đức tin đồng nhau hết. Nhưng mà nếu mà cái người nào có đức tin nhiều hơn thì thường thường chư tăng hoặc là các vị trưởng lão sẽ thọ thực của cái người đó trước đó. Thành ra cũng vậy, đối với ngài Maha Kassapa đó, là quý vị biết rằng khi mà ngài nhập cái thiền, nhập thiền diệt thọ tưởng á, đó cái thiền đó đó, thì sau khi ngài xuất thiền á, ngài xuất khỏi cái thiền đó, thì quý vị thấy rằng á, ngài quán xét coi cái ông đó hay là cái bà đó, ngài cái người nào, cái người Phật tử nào đó, người ta đang cần thuốc, ngài cần cái sự cấp bách đó, thì coi như là ngài sẽ đi đến với cái, với thêm một cái điều kiện nữa là cái người phải có cái đức tin nha quý vị, là cái đức tin đàng hoàng. Chứ nếu mà không có đức tin thì các ngài cũng không có đi đến đâu đó. Thành ra cái nàng mà La Cha này nè, Cấm Đan này nè đó, thì lúc bấy giờ á, ngài mới quán xét, ngài thấy rồi cái cô này là cần phải có cái phước báo nó kịp, nó kịp thời đó, rồi ngài mới quán xét là bây giờ là coi nhưng mà cô coi có đức tin hay không. Thì ngài quán xét rồi cái cô này sinh ra trong một gia đình đàng hoàng đứng đắn, có đức tin, người có cung kính đồ đàng hoàng. Thành ra đó lúc đó đó ngài mới đắp y, ngài mang bát, ngài đi khất thực, ngài đi ngang lại ở trên cái con đường đó. Thì lúc bấy giờ á, cái cô này á, cổ đang rang những cái hạt cốm, những cái hạt cốm thật sự ra đó là có nghĩa là cổ đang làm những cái lúa mà cái lúa mà lúa mạch đó, mà lúa mạch ở bên Ấn Độ á, có nghĩa là ngũ cốc rồi lúa gạo á, những cái hạt hạt gạo, hạt nếp rồi đó quý vị, người ta làm thành một cái loại mà gọi là giống như là cái cốm mà mình không phải là cái cốm mà giống như mình ăn mà nít mình ăn ở ngay chỗ cái trường mẫu giáo luôn nha. Cái loại này là cái loại mà ngon, nhiều cái loại ngũ cốc được kết hợp ở trong đó. Thì quý vị biết rằng cô này thì con một cái gia đình có ăn có học đàng hoàng, người có gia giáo, có lễ nghi đều đàng hoàng. Thì khi mà cô ta nhìn lên á, cô ta nhìn nét mặt của ngài á, là cô ta hoan hỷ. Nhìn một vị sa môn truy bình thất thực, cô ta nhìn là phát tâm trong sạch hoan hỷ liền. Thì cô ta mới thỉnh ngài á, là bạch ngài, ngài đứng lại, ngài chờ con một chút, để con lấy vật thực cúng dường đến ngài. Đó thì ngài Kassapa ngài mới đứng lại, ngài mới đứng lại tại nơi đó. Rồi cô mới chạy vô nhà, cô lấy cái phần cốm rang của cô đang làm như vậy đó, rồi cô đem ra cô cúng dường liền. Thì khi mà cô cúng dường cho ngài xong rồi đó, là cô quỳ xuống đảnh lễ, rồi mới phát nguyện: do cái sự cúng dường mà con đã làm đây, xin cho con chứng đắc các pháp của ngài ngay trong lúc hiện tại này. Đó, vị thấy ghê không? Thấy ngày xưa không, ta cúng dường là người ta phát nguyện liền không? Còn ở trong thời nay là quý vị nghe có nhiều cái tôn giáo rồi cúng bố thí khỏi cần nguyện gì đó, vô quý thí rồi đủ thứ chuyện hết đó, quý vị thấy không? Toàn là hay hơn thánh với hay hơn Phật không à. Đó, nghe những cái câu đó liền quý vị thấy rằng ở cái này ở trong kinh nè, đó nói về cái người con gái nè, khi dường xong đảnh lễ đàng hoàng, sau khi đảnh lễ rồi phát nguyện như thế nào: do cái sự cúng dường cốm rang này,
xin cho con đắc được các pháp của các ngài đã chứng đắc ngay trong hiện tại này. Đó, quý vị thấy không, người ta làm phước xong rồi người ta nguyện liền. Người ta nguyện liền, quý vị. Chúng ta thật sự ra đó, chúng ta học ở trong Phật giáo này, chúng ta phải lưu ý những cái điểm này. Để làm chi? Để chúng ta dạy lại cho con mình, cho cháu mình, từ hồi lúc mà còn nhỏ, từ hồi lúc con cháu mình còn nhỏ, mình phải nhớ những cái điều này, là mình dạy liền quý vị. Để thôi nó lớn rồi nó bị ô nhiễm nhiều, thành ra lúc đó mình dạy nó không có vô, dạy nó không có vô được. Lớn lên thì bị chi phối bởi tình cảm rồi kinh tế, rồi nó đủ thứ chuyện hết, cơm áo gạo tiền nó đủ thứ chuyện hết, thành ra lớn rồi dạy không có vô. Thành ra khi còn nhỏ đó là mình phải dạy những cái điều này liền. Mà những cái điều này á đâu phải mình đặt ra quý vị, ở trong kinh điển đồ đàng hoàng, ở trong kinh điển đồ đàng hoàng quý vị. Những cái điều này á, quý vị qua bên Ấn Độ, qua bên Thái Lan, qua bên Lào, quý vị nói, quý vị đọc cái câu kệ này ra, rồi quý vị nói cái tên của cái vị cái vị thiên nữ này ra, những người ở bên xứ đó người ta biết hết. Còn quý vị mà đem ba cái chuyện mà thí dụ như là những cái vị mà mình thờ, mình tín ngưỡng từ hồi trước giờ, ví dụ như là Quan Âm, Di Đà này kia, mà mình đem qua Lào với Miến Điện với Ấn Độ là thua rồi, là thua rồi, mình nói người ta không biết gì hết. Nhưng mà quý vị nói những cái điều này nè, quý vị đọc những cái câu kệ mà thí dụ Bun Nhân Chê Bú Ví Xô Các Nhít Ra đồ này kia đó, hoặc là quý vị Nam Mô Ta Sa Ma Nga Hoa Tô, quý vị đọc những cái điều này là quý vị thấy không, mình giống như là mình gặp lại thân nhân, gặp lại người nhà vậy đó, là người ta xa thú mình liền đó. Thành ra với vấn đề chúng tôi đang nói, thành ra quý vị nhớ cái chỗ này, khi mà mình làm cái gì cũng vậy, mình phải nguyện liền đó. Dù cho cái phước đó là cái phước nhỏ hay là cái phước lớn, cái phước nào cũng vậy hết đó, mình phải nguyện liền. Hãy mà mình tạo những cái công đức gì đó liền, chứ không để thôi, biết quý vị biết không, mình quên. Người mình nó ngộ lắm, nó ưa quên lắm. Hãy mà cái chuyện mà ai làm mình giận á, ai làm mình nóng á, mình nhớ là dai, mình nhớ rất là lâu, nhớ tới già luôn á. Quý vị thấy rằng ở bên Việt Nam không, có một cái buổi mà người ta họp lớp á, có nghĩa là người ta ăn liên quan gì đó, ăn liên quan mừng lâu ngày gặp lại nhau đó, thì quý vị thấy rằng ở trong đó có một cái ông đó là ông nhớ cái chuyện cũ, khi mà mình hồi còn trẻ đó, mình bị hiếp, ăn hiếp mình đồ này kia, rồi nay ông gặp lại ông nhớ, rồi ông bắn chết liền, bắn chết liền đó. Thành ra quý vị thấy rằng, nhưng mà cái chuyện đó đó là cái thở ấu thơ, cái thở ấu thơ mình chơi chung rồi bị ăn hiếp thì kia đó, mà quý vị thấy không, bây giờ già rồi làm ông nội rồi, là có nghĩa là làm xui mà có làm xui gia mà có cháu nội rồi á, mà vẫn mang những cái mối thù như vậy đó quý vị thấy. Thì ở đây á, chúng tôi nói ra những cái điều này á, là chúng tôi muốn chỉ rằng là cái phước á mình không chịu nhớ, mà cái chuyện mà giận hờn á thì mình nhớ nó lâu, mình nhớ nó dai, thì cái điều này nó không đúng. Mà cái tinh thần mình tu tập như vậy á, là mình biết mình sai, thành ra đó mình phải sửa, mình phải sửa đó. Thành ra nếu mà quý vị muốn sửa thì cứ mỗi ngày, mỗi ngày sau một cái thờ tụng kinh, sau một cái thờ nghe pháp gì đó, nói chung mình bỏ ra có nhiêu quý vị, 3 phút 2 phút mình ngồi mình nguyện đó, cái phước báo mà mình đã tạo từ hồi lúc sớm tới bây giờ đó. Mong cho cái phước này ngay trong hiện tại tôi được an lạc, trong tương lai sớm gặp được thánh nhân, các bậc thánh để chấm dứt tất cả các sự khổ đó. Thì mình bỏ thêm 2-3 phút nữa chứ đâu có nhiêu. Mình nguyện, có khi nếu mà mình chưa quen, nguyện ở trong tâm, rồi lúc nào mình quen rồi đó, thuần thục rồi đó, quý vị nguyện ra lời. Có nhiều người ta nói không nguyện dữ lắm xương, có mà kêu người ta đọc, không được. Vậy thì quý vị biết rằng là coi như là mình chưa có thuần thục, đó. Nếu mà quý vị á, mà thường mà quý vị đã từng nguyện rồi, cái phước mà chúng tôi đã tạo từ hồi sáng cho đến giờ, tất cả cái phước này xin hồi hướng cho những vị chư thiên,
những người phước mặt ở xung quanh chỗ của chúng tôi đang ngủ, mong cho các vị hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Thì quý vị thấy rằng khi mà quý vị mà nguyện thường á, quý vị đọc lên cái ào, mà quý vị đọc lên không phải như là trả bài đâu, một cái tâm nguyện đàng hoàng đó. Còn mà có những người nó nói con có chứ sư, con ngày nào cũng hồi hướng đó, ngày nào cũng có hồi hướng đó, mà kêu đâu hồi hướng cho ai đâu, đọc sư nghe thử một lần coi đó, đọc không được là mình biết rồi. Mình biết rồi, giống như mà học sinh mà nói thuộc bài rồi á, con thuộc rồi thuộc rồi, nhưng mà kêu trả thử ngọn coi, không trả bài được đó. Bây giờ trở lại với cái vấn đề, cái câu chuyện này, thì quý vị thấy rằng cái nàng, cái người con gái này, sau khi phát đảnh lễ phát nguyện xong rồi đứng dậy, thì quý vị biết rằng trưởng lão Maha Kassapa ngài đã quay về, ngài đã tiếp tục, ngài quay về cái cốc liêu của ngài. Thì lúc bấy giờ á, cái cô này á là cổ cái tâm của hoan hỷ quá, cổ cái tâm của hoan hỷ quá, hôm nay được cúng dường đến một vị sa môn, mà nhìn thấy cái vị sa môn đó là với một cái tâm thánh thoát, một cái tâm rất là, một cái nét mặt rất là sáng, nói chung là nhìn vô là thấy là mình có cái sự hoan hỷ liền. Thì quý vị biết rằng ngài đi lần trước vậy đó, thì lúc đó con rắn nó cũng thò đầu ra, nó định cắn ngài rồi, nhưng mà dướng cái y nó cắn ngài không được đó. Thì ở đây thì ngài đi qua rồi thì cô này cũng mới bước tới nữa, thì lúc bấy giờ cái con rắn độc này nó đã phập vô cái chân của cổ, có nghĩa là nó cắn vô cái chân của cổ. Lập tức lúc đó chất độc của con rắn này nó đã tan lên tới tim của cô ta, thành ra cô ta chết tại chỗ, chết tại chỗ. Nhưng mà ở trong kinh nói rằng là lúc đó tâm của cổ hoan hỷ, tâm của cổ rất là hoan hỷ, thành ra đó là giống như là một người ngủ xong rồi thức dậy, có nghĩa là lúc bấy giờ là cổ vừa tắt thở, nghĩa là cổ sanh lên cõi chư thiên liền. Mà cổ sanh lên cõi chư thiên thì coi như là có đầy đủ, đầy đủ những cái hạnh phúc của cõi chư thiên, có nghĩa là tùy tùng chỗ ngồi rồi lâu đài, nói chung là hào quang cái gì cũng có hết, cái gì cổ cũng có hết nó. Thì quý vị biết rằng là cái này là do đâu quý vị? Do cái phước cúng dường cho một vị A La Hán, mà nhằm cái vị này là coi như là mới vừa xả cái định diệt thọ tưởng định, vừa xả thiền diệt. Thành ra quý vị thấy không, một người có tài sản một cách chân chánh, rồi có tâm hoan hỷ, rồi gặp được bậc thánh nhân, mà một cái bậc mà vừa xả thiền nữa đó, thành ra quý vị thấy rằng cái điều kiện đủ, điều kiện cần, điều kiện đủ có hết cho cổ. Thành ra quý vị thấy rằng chẳng những mà sanh lên cõi chư thiên mà có đầy đủ phước báo, hào quang rồi người chúng tùy tùng được vân vân, đầy đủ hết các loại ở trên đó đó. Thì lúc bấy giờ cổ mới, cổ do cái phước của cổ đó, thì lúc đó cổ mới có thiên nhãn thông, cổ mới quán xét lại, không biết mình làm gì mà cái phước mình ghê vậy đó đó. Thì cổ mới quán xét lại thì cổ thấy rằng là coi như là mình mới vừa cúng dường ngài Kassapa, cúng dường cho trưởng lão một vị Kassapa, một vị sa môn đó, mà cái rồi mình bị rắn cắn chết, vậy mà mình sanh lên cõi chư thiên. Thì cổ mới nghĩ rằng có một chút xíu phước nhè mà sanh lên đây ghê thiệt, cái lên cõi chư thiên. Cổ quán xét, cổ thấy rồi quý vị, thì cổ mới nghĩ rằng là vậy thôi, mình phải xuống mình tạo phước nữa, mình phải xuống mình tạo phước nữa, chứ mình không có dễ vui. Trời ơi, làm có một chút phước vậy, cũng có mấy hạt cơm nhè mà mở mắt ra sanh ở cõi chư thiên. Thành ra cổ không thể nào mà cổ ngưng lại được hết, thành ra lúc đó cổ mới suy nghĩ, cổ quán xét, cổ nhìn, cổ thấy rằng ngài Maha Kassapa ngài sống trong một cái am cốc như vậy đó, xung quanh lá nó rớt đồ này kia, rồi hàng ngày đời sống của các ngài đi ôm bình bát, đi trì bình thực, rồi về phải rửa chân đồ này kia đó. Thành ra cô ta quán xét, quý vị thấy không, cái này là tâm hợp trí không, tâm đại thiện hợp trí không
Còn mình nè, coi như là mình không có quán cái gì hết. Mình coi như là mình tu cao quá rồi, thành ra mình không có quán, mình không có nhìn ở trong chùa mà thiếu cái gì hết, mà mình nhìn toàn là khuyết điểm không à. Đó, thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người á, người ta ở trong cái, ở trong một cái room đi, người ta nghe pháp á, người ta không có nhìn một cái cách nào mà để mà làm sao mà mình lưu lại, hay là làm sao mà mình làm cho cái room nó đẹp lên. Thí dụ như là thiết tới đâu, thí dụ đây thiết mà tới bông hoa là có bông hoa. Nói chung là có nhiều người không chịu hướng tâm suy nghĩ về cái điều đó, mà cứ coi ở đây coi ai phát nguyện nhiều rồi coi như là cứ tìm lỗi người, tìm lỗi người không à. Đối với chúng sanh á, phàm phu của chúng ta thường á là nó bị rơi vào cái điều này nhiều, cứ tối ngày cứ tìm lỗi người không à. Đó, còn quý vị thấy không, chư thiên thấy không, rồi tại sao mà mình sanh lên cõi chư thiên này vậy? Cúng dường có mấy hạt cơm mà thôi, trời, cúng dường mấy hạt cơm mà sanh cõi chư thiên vậy thôi, phước lớn quá rồi, thôi tiếp tục chạy xuống tạo phước nữa, tiếp tục chạy xuống tạo phước nữa. Cũng như quý vị thấy không, chư thiên lúc mà Đức Phật á, ngày sắp sửa ngày viên tịch niết bàn á, là bị biết á, là lúc đó á, là chư thiên nha, là tranh nhau, là một người lỡ bỏ một miếng dưỡng tố cái chất bổ của cõi trời á, một vị chư thiên mà tranh thủ mà lỡ bỏ vô như vậy đó, thì quý vị thấy đi, chư thiên á, chư thiên mà ở xung quanh bốn cái châu lục này nè, là quý vị biết rằng á, mỗi cái châu lục này á, là có 500 hòn đảo đó, mà các vị chư thiên á, là coi như là lỡ bỏ hết, thì quý vị nghĩ đi, thành ra đó cái thực phẩm đó cái món mà thịt heo rừng đó mà Đức Phật ăn xong rồi mà còn dư, thì nếu mà cho ai ăn nữa cái món đó làm sao người ta chịu nổi quý vị. Bao nhiêu vị chư thiên đều đem cái chất bổ đó bỏ vô hết. Cũng như giờ quý vị thấy rằng á, nếu mình lấy nhiều cái chất bổ, ví dụ như giờ mình lấy sâm, rồi mình lấy nhiều cái chất bổ ở trong cái cõi người mình hiện tại giờ nè, mình lấy rồi mình ăn vô một lần lượt thì mình thấy mình banh xác liền. Lúc đó mình đâu có chịu nổi, thành ra cũng vậy. Lúc mà Đức Phật sửa viên tịch niết bàn, chư thiên biết luôn là ngài đang bị cái bệnh kiết lỵ đó. Rồi á, là Đức Thế Tôn sắp sửa viên tịnh niết bàn rồi, cơ hội đâu nữa mình cúng dường, thôi mình mau mau bỏ vô chư thiên. Chúng tôi đọc ngay chỗ đó quý vị biết không, chúng tôi mỗi lần chúng tôi nhớ là chúng tôi hoan hỷ, nhớ là mình thấy vừa hoan hỷ mà mình vừa mắc cười nữa. Chư thiên là lúc đó là suy nghĩ là trời ơi, Đức Thế Tôn sắp sửa viên tịnh niết bàn rồi, còn đâu cơ hội, thôi mình tranh thủ mình bỏ vô. Người lợi bỏ không mớ, chư thiên, mỗi vị chư thiên bỏ một chút vô, mà quý vị là bao nhiêu chư thiên bỏ vô, thành ra đó cái món thịt heo rừng đó, đó là cái món đó lúc bây giờ cái chất bổ nó quá nhiều. Nếu mà một chúng sanh nào khác ngoài Đức Phật á, không phải là Đức Phật á, ăn vô là chết liền, ăn vô là chịu không nổi liền, chết liền đó. Thành ra đó thì chúng tôi muốn nói về cái điều này là đối với những cái vị mà có trí là ta tranh thủ tạo phước, tranh thủ tạo phước, còn mình đó là tranh thủ để chi, nhìn lỗi với nhau, tranh thủ để mà hại, thành ra mình khổ hoài. Vì mai mốt sanh lên làm cha làm mẹ làm con với nhau nữa, không thôi làm vợ làm chồng nữa. Tại vì quý vị thấy rằng chúng ta đó, một là chúng ta cộng cái nghiệp thiện, đời sau mà chúng ta làm quyến thuộc nữa ha. Còn hai là do cái sự sân hận, rồi đời sau gặp nhau nữa quý vị thấy đi quá đó không, cột quan trái dưới Đức Phật, thành ra cứ sanh đi sanh lại gặp nhau hoài. May là Đức Phật không có làm gì hết. Đó quý vị thấy đó, thành ra đó, ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái vị thiên nữ này nè, quán sát vậy rồi bắt đầu cầm cái chổi xuống liền, cầm cái chổi với cái đồ hút rác, cầm cái chổi mà chổi của cõi trời đàng hoàng, những cái đồ hút rác của cõi trời đó, mới đi xuống bắt đầu quét dọn cốc liêu cho ngài, rồi châm nước đồ cho ngài. Thì ở trong cái ngày thứ nhất á,
Ngài Maha Kassapa ngài không có để ý đến, thì ngài chỉ nghĩ rằng là chắc vị sa di nào đó hoặc là vị sư trẻ nào đó phục vụ cho ngài đó. Ngày thứ hai thì ngài cũng vẫn nghĩ như vậy, chắc có vị sa di hay là vị sư trẻ nào đó phục vụ cho ngài thôi. Cái ngày thứ ba đó là cái hôm thứ ba thì coi như là ngài nghe cái tiếng quét rác, rồi ngài đưa tâm đến thì ngài thấy rằng cái người quét rác này tại sao mà có hào quang nữa, có hào quang chiếu sáng nữa, vị thiên nữ mà nó có hào quang chiếu sáng mình ra. Ngài mới nhìn rồi ngài hỏi ai đó thì cái vị này mới trả lời, dạ bạch con ngài, con là La Cha. La Cha là thiên nữ cúng rang á. Ngài hỏi làm cái gì ở ngoài đây, thì cô mới tường thuật lại cái sự cúng dường rồi quan hỷ như vậy, rồi bị rắn chết, giờ sanh cõi chư thiên, rồi bây giờ cô muốn tiếp tục xuống để tạo phước nữa, tạo phước nữa. Thì lúc đó ngài Maha Kassapa đó ngài mới la, ngài mới nói không được, không được, như không có được đi đến gần để mà quét dọn cốc liêu cho ngài. Thì ngài mới nói là coi như là ngài không muốn sau này các vị pháp sư rồi sẽ nói rằng là ngài Maha Kassapa rồi có thiên nữ phục vụ đồ này kia, ngài không có muốn cái điều đó. Thì cái vị thiên nữ này nè mới xin với ngài Kassapa đó là bạch ngài, ngài cho con tạo phước, ngài đừng có làm cho con bị thiệt thòi. Cô đứng cô nài nỉ như vậy nhưng mà ngài không chịu, ngài không cho. Lúc đó ngài nói là không có cho, không có đồng ý, thành ra ngài nói lên ba lần như vậy. Thì lúc đó cô do cái thần lực của ngài, thành ra lúc đó cô phải dâng lên phía trên, có nghĩa là do cái thần lực của ngài thì cô không có đứng trả treo được cái vị thiên nữ này nè, không có đứng trả treo với ngài được, thành ra cô mới đứng giữa hư không. Cái vị thiên nữ này đứng giữa hư không mới khóc. Thì lúc đó đó thì quý vị thấy rằng ha, Đức Phật của chúng ta đó đến bậc đạo sư của chúng ta quán xét thấy duyên lành của cái vị thiên nữ này rồi, nên Đức Phật đã dùng thần thông nói lên cái bài kệ này: nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Thì Đức Phật đọc lên cái bài kệ này, Đức Phật đã thuyết giảng cho thiên nữ cái vị thiên nữ Cha La này nghe. Thì ở trong cái câu kệ này thì quý vị thấy rằng là coi như là cái chuyện phước đó mình đã làm được rồi, thì mà mình cũng đã biết được cái sự an lạc khi mà mình tạo được phước thiện này rồi, thì mình coi như là mình cứ tiếp tục mình tạo đi, mình tiếp tục mình tạo đi bằng cách này bằng cách kia. Bây giờ ngài Kassapa ngài không cho mình tạo, không có cho mình lợi gần quét dọn múc nước đồ nữa, phải không? Rồi nhưng mà trong tâm ý của mình vẫn quan hỷ, có nghĩa là cái phước mà mình đã tạo rồi mình hãy tiếp tục, mình hãy quan hỷ mình tạo thêm. Thì tạo không được bằng cách này thì bằng cách kia đó. Ví dụ như bây giờ quý vị, bây giờ chúng tôi nói thật sự ra nè, ở trong cái lớp học này cũng vậy, bây giờ quý vị giúp room trực tiếp không được thì gián tiếp. Mà nhiều khi quý vị bây giờ quý vị nghe, quý vị học, ví dụ như người cư sĩ quý vị là cái gì là căn bản: Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa, tụng kinh hồi hướng là căn bản. Thì bây giờ quý vị cứ người ta tụng, mình cứ ngồi đó mình tụng theo đó. Lỡ một mai này những người này người ta mắc công chuyện, người ta bệnh hoạn gì đó không biết đó, rồi ở trong lớp học có vị nào tác bạch xin giới dùng được không, có vị nào tụng kinh hồi hướng được không, mạnh dạn đưa tay lên làm cái ào liền. Coi như là mình thấy giống như quý vị biết không, tôi đi lễ chúng tôi đi lễ có nhiều người, người ta nói cái nhóm mà cái đạo Phật nguyên thủy này nè, thật sự ra người ta nói cái câu mình nghe mới đầu nghe cũng buồn của mình. Ta nói cái nhóm này nè là coi như là có chút xíu à, người ta nói cái Phật giáo nguyên thủy mình đó là có chút xíu rồi nha quý vị. Người ta nói là cũng như là rất ít, cái hội chúng của mình nó ít lắm, nhưng mà nó ít nhưng mà họ ví như là
mà cái hội chúng của mình giống như là điện thoại iPhone đó quý vị. À, điện thoại iPhone này nó tuy rằng là ít nhưng mà quý vị thấy rằng là chất lượng, có nghĩa là người nào người ta cũng biết về căn bản Phật pháp. À, tuy rằng cái hội chúng Phật giáo Nguyên Thủy đó, quý vị thấy rằng đi đâu người ta thấy nhìn qua lại á thì người ta thấy cũng có Nhật Quỳnh, cũng cô Ái Minh, cũng cô này cô kia. Nói chung là mai mốt quý vị đi cái mùa lễ dân nghi đó, phố biển Nguyên Nhơn nữa đó, quý vị thấy không, mai mốt quý vị gặp nhau trong mùa lễ dân nghi đi, nhìn qua nhìn lại toàn là quen thuộc không, hôm nay cũng gặp, ngày mai cũng gặp, hôm qua mình đi mình cũng gặp, ngày mai đi cũng gặp, thậm chí đi hết tháng này cũng gặp luôn đó. Thì quý vị thấy rằng á, người ta nói rằng cái nhóm Phật giáo Nguyên Thủy này nè rất là ít, cũng như là mình là giống như là dân tộc thiểu số á đó. Nhưng mà có người ta nói rằng là, nhưng mà cái nhóm này ít nhưng mà họ rất là hay nha, họ giống như là điện thoại iPhone vậy là hàng hiếm á nha quý vị. Thành ra nhiều khi á mình nghe mình cũng nở luôn mũi chứ quý vị. Thật sự lúc đó chúng tôi nghe chúng tôi cũng hoan hỷ, nghe cái câu đầu á thì người ta cũng chê đó, nhưng mà cái câu sau á người ta mới nói rằng á, nhưng mà cái nhóm này ít vậy chứ cái gì cũng biết hết á. À, hãy mà kêu tác bạch hay là kêu làm cái gì tụng kinh hồi hướng, là nói chung là hoặc là bất chợt á, mình gặp cái người nào mình thấy người ta ưa sinh hoạt ở trên banh thót á, mà lỡ không có người dẫn chúng á, mình kêu cái người đó đó người ta vô người ta tác bạch nhiều mình cũng được. Nói chung là làm thì không phải như là người chuyên nghiệp, nhưng mà ở ngoài người ta, những người mà bình thường người ta đi chùa mà bình thường á, người ta nhìn vô người ta không có biết người ta thấy cũng coi như là cũng múa cũng làm dữ lắm nha, cũng sám hối cũng xin nhớ rồi dữ lắm, nhưng mà người ta không có biết rằng là cái người đó là không phải chuyên nghiệp đó. Thì quý vị thấy rằng người ta cũng có những cái lời khen. Thành ra nhân cái câu kệ này đó, chúng tôi mới nói với quý vị đó là coi như là mình tạo phước bằng cách trực tiếp cũng được, gián tiếp cũng được, hoặc là quý vị biết rằng là có khi mình âm thầm để mình giúp đỡ bạn đồng phạm hạnh của mình, bạn đồng tu của mình. Quý vị biết hồi trước chúng tôi bởi vậy khi mà nhắc đến những cái điều này chúng tôi vô cùng biết ơn hòa thượng Giác Chánh, ngài sư trưởng. Quý vị biết ngày xưa chúng tôi lên thuyết giảng cứ không biết giảng ở đâu cũng vậy hết á, về là coi như là lãnh tiền của sư trưởng, cứ mỗi một thờ mà chúng tôi đi giảng là khoát 50.000. Quý vị biết rằng có ngày là chúng tôi giảng 5 room, mà giảng nhiều về nói sư trưởng là sư trưởng đương nhiêu. Mà quý vị biết thậm chí mà sư trưởng mà biết giờ chúng tôi lên giảng đó, mà sư trưởng vẫn âm thầm tạo ra một cái nickname khác để lên, để mà cũng như là nâng đỡ, để lên để hỗ trợ cho chúng tôi. Lúc đó chúng tôi mới có đi giảng đầu tiên ở trên Bangkok đó, mà quý vị biết không, có nhiều người ta vô người ta hỏi Phạm Thiên, rồi Phạm Thiên không có sắc thần kinh thiệt, không có sắc thần kinh thân, không có sắc thần kinh tỷ, vì sao Phạm Thiên mà thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp được. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi mới vừa ra nghề mà quý vị tự nhiên cái hỏi mình vậy, cái mình bị lúng túng. Thì lúc đó quý vị biết không, ngài mới nhắn tin qua, ngài nói là không có thần kinh thiệt chứ không phải là không có cái lưỡi, người ta vẫn có cái miệng có cái lưỡi đàng hoàng, nhưng mà người ta không có cái thần kinh thiệt, và có nghĩa là không có cái thần kinh thiệt, những cái đồ mà những cái thần kinh cảm giác để mà mình nếm cái vị cái chất đó quý vị. Chứ nhà vị Phạm Thiên vẫn có cái miệng chứ không phải không có cái miệng sao coi được đó. Thì lúc đó ngài nhưng mà chúng tôi đỡ cái là ngài nhắn qua có mấy từ thôi, có mấy chữ thôi, mà ngài cũng đâu có bỏ dấu được quý vị, nhưng mà chúng tôi đọc vô là coi như là hiểu liền, là rồi mình biết rồi, có quý nhân giúp đỡ rồi. Lúc đó là trả lời một cách bình tĩnh, tự tin đàng hoàng đó. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này thì chúng ta cũng phải ráng là chúng ta nghe pháp chúng ta học nữa quý vị. Thì mai mốt mà lỡ ai mà hỏi cái nàng thiên nữ cống rang là cái câu kệ pháp cú kinh số mấy vậy, thì mình có một cái đặc hạnh là coi như là nói về cái tích truyện nào là mình nhớ tên của cái nhân vật trong cái tích truyện đó. Ví dụ như mỗi người có một cái đặc hạnh, mỗi người ta có một cái
sở thích của người ta hơn. Đó thì mình đều tu tập được hết, đều tạo phước được hết. Đó thì trở lại với cái câu kệ này đó, thì quý vị thấy rằng là Đức Phật nói rằng là nếu người làm được điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Thì nàng thiên nữ Cống Trang này nè đang đứng giữa hư không khóc nha quý vị, nhưng mà nghe cái câu kệ này là hiểu liền. Nghe cái câu kệ này hiểu liền, cứ tiếp tục làm đi, đừng có để tâm sầu muộn, đừng có khóc lóc nữa, đừng có để tâm sầu muộn nó xen lẫn vào, tiếp tục mà tạo phước, tiếp tục nghĩ đến phước báo, được cái sự an lạc do mình tử những cái công đức phước báo này. Vậy mà nàng thiên nữ Cống Trang đã chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn luôn. Đó, nghe xong câu kệ là chứng đắc luôn. Thành ra đó, đối với chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta làm việc và chúng ta bị cái phiền não gì đó, ai nói gì đó, thì chúng ta cứ cố gắng tiếp tục, cố gắng mình tiếp tục mình tạo công đức phước báo, chứ mình đừng có để cho cái tâm sầu muộn gì vô hết đó. Vậy thì bài kệ này chúng tôi trình bày đến đây cũng vừa đủ rồi, vừa đủ chi khóa và thời gian rồi, nên xin được kết thúc câu kệ này, giảng này, và dâng phút này đến Chư Tôn Đức Tăng, và xin chia phút này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng phút này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đức Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị long vương càn thát bà, ngạ quỷ Atula, những chúng sanh giả so, những chúng sanh phúc bạc phúc mai đều hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Thầm Mà Giả. Nam mô Sằng Khà Giả. Sa Thú Lành Thai. Chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã thuyết giảng từ dựng, duyên sự và ý nghĩa câu Pháp Cú số 118. Cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ, chúng con cố gắng hành theo lời Phật dạy để được lợi ích cho hiện tại và tương lai, mong được thoát khỏi tử sanh luân hồi. Để lớp học chúng con được tròn đủ phước báo, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho đạo tràng. Con kính dâng mít đến sư. Thức hành phung hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, ra sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tăng bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, Sa Thú Lành Thai. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã bi mẫn quang lâm đến đạo tràng. Chúng con rất hoan hỷ sự hiện diện của quý ngài, kính chúc quý ngài luôn an lạc trong đời sống phạm hạnh và đạo quả sớm viên thành. Kính cảm ơn quý bà quý cô tu nữ cùng đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý đạo hữu anh chị em đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Kính chúc tất cả quý vị trong đạo tràng luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Xin quý vị lắng tâm thanh tịnh hồi hướng phước mà chúng ta đã tạo được ngày hôm nay đến với chư thiên, ông bà cha mẹ, thầy tổ, bà con thân bằng quyến thuộc còn hiện tiền hoặc đã quá giảng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui, sớm đoạn trừ phiền não khổ đau. Sau đây Rạng Đông xin đọc bài hồi hướng phước đến chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều.
Long Dương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nô nhá tì nằng hô tú su khí ta hôn tù nha tá dư. Y đằng nô nhá tì nằng hô tú su khí ta hôn tù nha tá dư. Y đằng nô nhá tì nằng hô tú su khí ta hôn tù nha tá dư. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá giảng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Ý đăng quá ta mê bùn nhân, à sa quát kha già quá hằng hồ tú, á là gá tề cà lê. Xin cho phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và chương trình sinh hoạt của Rung Pháp Cú Kinh chuyên đề đến đây đã chấm dứt. Kính chúc quý vị được nhiều sự an vui tiến hóa trên đường học và hành pháp. Kính mời quý vị trở lại vào ngày mai như giờ thường lệ, từ 17:30 đến 18 giờ Việt Nam. Và kính chào tạm biệt. Rạng đông xin xuống mít.